Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đêm văn nghệ mừng Giáng sinh tại giáo điểm Tân An. Giáo sứ cao xá mừng đại lễ Giáng sinh. Thánh lễ đêm Giáng sinh tại giáo sứ Chánh Tòa Phú Cường. Giáo sứ Sơn Lộc hân hoan mừng đại lễ Chúa Giáng sinh Giáo sứ Phú Long trong đêm mừng Chúa Giáng sinh Giáo sứ Chánh Thiện đêm Giáng sinh Đêm Thánh Ca Giáo sứ An Phú Tin <tấu> Giáo điểm Tân An Đêm Văn Nghệ mừng Giáng sinh tại Giáo điểm Tân An Chương trình Văn Nghệ đặc biệt trong đêm ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại Giáo điểm Tân An giúp cho không khí Giáng sinh thêm vui tươi và mang mọi người đến gần nhau hơn. Đúng 19 giờ 20 phút ngày 23 tháng 12 năm 2018, Chương trình được chính thức bắt đầu sau phần khai mạc của cha Tadeo Lý Nguyễn An Thi. Cha bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên bà con giáo dân tại Tân An được vui hưởng niềm vui Giáng sinh trong Chúa. Đêm văn nghệ với chủ đề Ngôi Hai Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, chính thức được khai mạc và chính cha Tadeo đã mở màn chương trình bằng một ca khúc nước ngoài lời Việt, Xin Chúa xuống. Chương trình văn nghệ đêm mừng Giáng sinh, tuy khép lại nhưng niềm vui vẫn sẽ mãi lưu lại nơi tâm hồn mỗi người, và khi chia tay ra về, trong tâm hồn mỗi người cảm nhận được hơi ấm tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng, và hơi ấm tình yêu ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa đến nhiều người như lòng Chúa ước mong. <laughs> Tin giáo sứ cao xá Giáo sứ cao xá mừng đại lễ Giáng sinh Tối thứ Bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018 Vào lúc 19 giờ 30 Giáo sứ cao xá đã tổ chức đêm thánh ca cầu nguyện với chủ đề Thiên Chúa ở cùng chúng ta Với sự tham gia của các ca đoàn Hội dòng Ba Đa Minh và các anh chị giáo lý viên. Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2018, Cộng đoàn và các em thiếu nhi đã tham dự thánh lễ vọng Giáng sinh vào lúc 17 giờ 30 Các em thiếu nhi rất vui mừng và tràn đầy hạnh phúc với những món quà của ông già Noel gửi tặng sau thánh lễ. Đúng 20 giờ cùng ngày, đêm diễn nguyện căn thức được bắt đầu. Các em thiếu nhi đã cho cộng đoàn cùng mọi người nhìn lại trình thuật sáng thế và mầu nhiệm nhập thể. Sau buổi diễn nguyện, cộng đoàn giáo sứ cùng cung nghinh Chúa Giêsu xu hài đồng từ trong nhà thờ ra lễ đài. Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm. Kết thúc thánh lễ, mọi người ra về trong niềm vui, hân hoan đón mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu -xu xuống thế làm người. Tin giáo xứ chánh tòa, thánh lễ đêm Giáng sinh tại giáo xứ chánh tòa Phú Cường. Thánh lễ đêm Giáng sinh được cử hành trọng thể tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường vào lúc 21 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2018 do Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ tế. Cùng đồng tế là cha sở An Tôn Hà Văn Minh và quý cha phó trong giáo xứ. Thánh lễ được bắt đầu ngay sau khi cha sở An Tôn Hà Văn Minh cung kính bế tượng Chúa hài Đồng đặt vào hang đá nơi cung thánh. Trong thánh lễ, Đức cha Du Xe tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy cảm nghiệm ý nghĩa thật sự của biến cố Giáng sinh để mỗi người cảm thấu được tình yêu thiên Chúa dành cho mình. Đức cha cũng nhắc nhở cộng đoàn hãy thận trọng khi chỉ tập trung cho việc bày trí hình thức bên ngoài mà quên đi hang đá nhỏ trong tâm hồn mình mới là nơi thiên Chúa muốn ngự đến. Và ngài cũng cảnh báo cộng đoàn không biến ngày giáng sinh thành một lễ hội mà giáng sinh phải thực sự là dịp để tất cả nhân loại cùng nhau nhận biết Thiên Chúa để cảm tạ và ngợi khen tình yêu bao la của ngài. Cũng trong dịp này Đức Cha mời gọi cộng đoàn trong toàn giáo phận Phú Cường sống năm mới 2019 qua thông điệp sống hiệp thông trong đức ái. Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha An Tôn thay mặt cộng đoàn tri ân Đức Cha đã đến hiệp dân thánh lễ đêm Giáng sinh và cùng cộng đoàn chúc mừng Giáng sinh Đức Cha. Đức Cha Du Xe cũng bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi tất cả mọi người cùng hòa mình vào không khí Giáng sinh đón mừng Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc 22 giờ 40 phút và mọi người cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trước khi chia tay ra về trong bình an và hạnh phúc của đêm Giáng sinh. Giáng sinh hay Noel đã thật sự trở thành ngày lễ của toàn nhân loại. Tin giáo sứ Sơn Lộc Giáo sứ Sơn Lộc hân hoan mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Vào đêm 24 tháng 12 năm 2018, lúc 20 giờ, cha chánh xứ Du Xe Nguyễn Văn Thân đã khai mạc đêm diễn nguyện với câu lời Chúa, chúng tôi đến bái lại người. Buổi diễn nguyện đã thu hút khoảng 8.000 người, cả người công giáo lẫn người lương giáo. Sau 60 phút diễn nguyện, thánh lễ được bắt đầu và cùng đồng tế với cha xứ Du Xe, có cha Du Xe Vũ Văn Lực dòng Francisco Viện Tu, cha An Tôn Lê Ngọc Tĩnh dòng Thừa Sai Việt Nam, tham dự có quý tu sĩ thuộc hội dòng mẹ nhân ái, khoảng hai ngàn giáo dân và bà con ngoại giáo. Mọi người cùng nhau hướng về đoàn rước. Cha Giuse nâng cao tượng Chúa Hài Đồng hát dâng một bài hát và kính cẩn đặt tượng Chúa Hài Đồng vào hang đá. Theo lời cha anh tôn giảng, đấng sinh ra là Thiên Chúa, là đấng đầy uy quyền đã tự hạ mình xuống làm thân phận nhỏ bé, sinh ra trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thiếu thốn. Từ đó cho mọi người thấy được rằng, Thiên Chúa yêu thương con người và hy sinh bản thân mình vì yêu thương nhân loại. Vậy chúng ta phải yêu mến Ngài và yêu thương mọi người như Ngài đã yêu thương. Sau thánh lễ, mọi người ra về trong niềm hân hoan, vui mừng và được tràn đầy hồng ân Chúa trong dịp đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Tin giáo sứ Phú Long Giáo sứ Phú Long trong đêm mừng Chúa Giáng sinh. Lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2018, diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh được diễn ra để dọn lòng cho mọi người bước vào thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh, đêm an bình con Chúa vừa ra đời. Thánh lễ được diễn ra ngay sau buổi diễn nguyện. Trong thánh lễ, kinh vinh danh được sướng lên một cách trang nghiêm và long trọng. Các tín hữu cùng đồng thanh chúc tụng Chúa. Trong bài giảng, Cha Du Xe Nguyễn Văn Thịnh, Chánh Sứ Giáo Sứ Phú Long, nhấn mạnh, Ngôi hai nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria khiêm nhường vâng nghe lời Thiên Sứ truyền. Thánh Giuse chấp nhận mẹ Maria và luôn ân cần giúp đỡ. Những điều đó đã làm nên một gia đình thánh. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắn, trang nghiêm. Sau thánh lễ, mọi người ra về kết thúc trong sự bình an, niềm hạnh phúc nhân ngày Chúa Giáng sinh tin giáo sứ Chánh Thiện, giáo sứ Chánh Thiện đêm Giáng Sinh, thánh lễ đồng tế mừng Chúa Giáng Sinh tại giáo sứ Chánh Thiện lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2018. vào lúc 20 giờ thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh do cha Chánh sứ Doan Lê Quang Tuyến chủ tế cùng đồng tế với ngài có cha Thomas Phan Minh Chánh cha du xe nguyễn bác ái cùng khoảng một ngàn người giáo dân tham dự thánh lễ diễn ra rất sốt sắng mọi người hiệp lễ trong niềm vui sau thánh lễ mọi người viếng máng cỏ và ra về trong bình an của chúa hài đồng tin giáo sứ an phú đêm thánh ca giáo sứ an phú lúc 19 giờ 30 chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2018, cha du xe Trịnh Xuân Cường, chánh xứ giáo xứ An Phú, lên khai mạc đêm diễn với chủ đề Đêm yêu thương. Chương trình bắt đầu trong sự rộn rã của đội kèn giáo xứ An Phú và những tiết mục đặc sắc được bắt đầu. Mưa hạt cứu rỗi của giáo xứ Bà Trà, vinh danh chúa của giáo xứ Khiết Tâm, tiếng hát thiên thần của ca đoàn Teresa giáo xứ An Phú múa đêm nay tầng xanh của trường mẫu giáo An Hòa, hợp sướng Holy Night của ca đoàn giáo sứ Tân Hòa, vũ khúc đinh đoan Giáng sinh yêu thương của lớp chiên con giáo sứ An Phú, khúc ca Noel của giáo sứ An Phú, hợp sướng vị cứu tinh của ca đoàn tổng hợp giáo sứ An Phú, hợp ca A Wish on Christmas Night của quý sơ dòng môn đệ Chúa Sai Đi. Chúa đã đi vào trần gian của dòng mến thánh giá Tân Lập, tình khúc đêm đông của ca đoàn Cecilia giáo xứ An Phú, mùa sao sáng của ban kèn giáo xứ An Phú. Ngoài ra, còn có các ca sĩ khách mời, ca sĩ Diệu Hiền, song ca Thanh Hằng, Thanh Hà. Đến lúc 23 giờ, đêm thánh ca với chủ đề đêm yêu thương kết thúc với bài hát Hang Bê Lem. Mọi người ra về trong âm vang những vũ điệu, những bài hợp sướng làm nao lòng người, cùng mong chờ đến ngày 24 tháng 12 vọng giáng sinh trong an bình và hạnh một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau